Chào các bác, hôm nay em sẽ mổ bụng con Vinsmart Life và con Meizu 16XS. Em nghe nói trên mạng các bác bảo là giống nhau lắm, hôm nay em mổ bụng ra xem nó như thế nào. Đây là Vinsmart Life và đây là Meizu 16XS. Đầu tiên là nhìn về mặt trước thì hai con là giống nhau 100%. Đây, cũng có camera và loa thoại, đây rất là giống nhau. Rất là giống nhau. Đấy. Tiếp theo là về các phần đây, khay sim các bác nhìn giống hệt nhau luôn. Đấy. Lỗ mic. Phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Loa mic phía dưới giống hệt nhau. À đây, có một chút khác biệt. Đấy là về cụm camera phía sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mổ ra xem nó như thế nào. Trước tiên là chúng ta sẽ tháo thử khay sim ra nhé, để xem là bên trong khay sim nó có gì khác biệt này. Đây là khay sim của Meizu. Khay sim của Vinsmart. Ôi, hai cái khay sim này giống hệt nhau này. Không có gì khác biệt cả. Đấy các bác xem, giống hệt nhau. Đấy. Tiếp theo là còn thêm một cái vấn đề nữa là về cái phần màu sắc này. Hai cái màu này nó nói chung là hai cái màu này không có gì khác biệt cả. Đấy các bác xem, rất là giống nhau. Rồi bây giờ tiếp theo mổ bụng hai máy. Đây, bây giờ em đã mở xong con máy của bụng xong con Meizu rồi. Để xem bên trong nó có những gì nào. Đây, cái bên trong máy của Meizu. Tiếp theo là Vinsmart nhé. Vỏ ngoài giống nhau, thiết kế mở, cách mở cũng giống nhau luôn. Xem là bên trong con này nó sẽ như thế nào. Rồi, đây là bên trong Vinsmart Life. Đấy, các bác xem này, bên trong nội thất này. Mà thế quái là nhỉ, camera lúc nãy nhìn ở bên ngoài đây, rõ ràng hai cái vỏ này, hai cái lưng nó khác nhau như này. Và vào trong thì camera lại giống hệt nhau. Đây, các bác xem, giống hệt nhau luôn. Ồ, mà đây nữa này, ốc này. Đấy, bác xem này, ốc này. Ốc bốn cạnh này. Đây cũng ốc bốn cạnh này. Mà vị trí ốc thì lại giống hệt nhau thế này. Đấy, thế này thì chứng tỏ là không những là giống nhau về phần bề ngoài mà còn giống nhau đến từng con ốc bên trong một. Đấy. Bên là Meizu, bên là Vinsmart Life. Rồi, ta mở tiếp nhá. Tiếp xem bên trong nó có cái gì giống nhau nữa. Siêu xem trong cái gì nào.
Rồi tạm thời tôi để nó sang đây đã. Tôi xem con V-Smart này nó như thế nào. Ui. Đây nội thất bên trong của V-Smart. Thấy không? Đây nó không phải là những chỉ là giống nhau trên từng con ốc nữa, mà đây là giống nhau đến từng cái bo mạch rồi, giống nhau đến 100% rồi. Đã sao hai hãng điện thoại khác nhau mà lại thiết kế nó lại giống nhau như thế này là thế nào? Đây, từng cái tản nhiệt này, tụ này, các cái kết nối này rất là giống nhau. Camera này. Bác thấy không? Quá giống nhau. 100% giống nhau. Mở tiếp nhá. Này chắc là người ta gọi là anh em song sinh nhưng mà khác bố khác mẹ. Giống nhau quá. Cái mạch giống thế này. À, có pin thì có khác một chút. Pin bên này chữ Trung Quốc. Bên này chữ tiếng Anh. Khác một chút. Mà thôi chắc là đến đây thì tôi cũng chả muốn mở thêm làm gì nữa, vì tôi nhìn như thế này thì nó cũng không có gì là khác nhau rồi. Đấy, nó chỉ có một chút cái khác biệt trên cái quả pin này thôi. Tức là chữ nghĩa nó khác nhau, chứ còn phần mạch main rồi là các cái phần kết nối này, tản nhiệt này, rất là giống nhau rồi. Loa thoại giống nhau trên từng chi tiết. Đây, sản phẩm made in Việt Nam và sản phẩm made in China mà lại giống nhau như thế này. Thôi nhá, nói chung là tôi tháo đến đây thôi. Đấy nhá, chào các bác nhá.